Mến chào anh chị các bạn ha. Thì bữa giờ lâu quá, cả hơn một tháng rồi thì mới gặp lại mọi người nha các bạn. Bữa giờ hơn một tháng rồi mới gặp lại mọi người. Bây giờ thì mình mới tới, mới ra tới xong luôn. Có hôm nay là có đi có hai anh em mà còn một anh nữa tí xíu nữa tới. Thì mình tới cũng ngay cái giờ nước rồi nên mình tranh thủ giới thiệu xíu ha. Hôm nay thì mình câu cái mồi cá bóng các bạn. Okay, cái này là cá bóng ở bên Mỹ nè, kêu là Massacre nè. Đó là con cá này. Tại vì cái giai đoạn này cá bát nó lớn các bạn, nên mấy anh em là muốn săn cá lớn nên dùng cái mồi này. Nhưng mà ngoài ra thì cũng có cái mồi quốc dân này nữa, cái mồi thông dụng quốc dân này luôn, là cái mồi con này bạc rót riêng. Là cái mồi này cá bát nó cũng ngang, nhưng cũng tùy à, ăn thêm bữa có khi nó thích ăn cá bóng hơn. Thì bây giờ tại vì vừa mới tới nơi luôn mà ngay con nước nó đang đẹp quá, bởi vì bây giờ mình sẽ tranh thủ bỏ cần ra hết xong rồi mình sẽ quay tiếp với các bạn. Lâu rồi mới quay lại chỗ này các bạn. Chỗ này rác khá nhiều luôn. Đây, bình thường người ta tới thấy chỗ mình vui chơi mình thấy rác nhiều quá thì mình dọn tí xíu đi. Đó, thì cái này tí nữa mình cũng sẽ dọn hết. Còn mình còn ở đây ngược lại còn đi tới chơi mà còn đem rác theo xả kiểu này nữa. Dắt quá đã luôn các bạn. Vậy là vừa rồi là sau cái khoảng thời gian mà mình về Việt Nam á các bạn. Về Việt Nam qua tới đây á, bữa giờ cũng có đi câu lại một hai bữa gì đó, đi câu buổi tối á, cũng có cá nhưng mà không có quay phim được tại vì tối quá các bạn. Cái đợt vừa rồi không có đi được á, tháng này không đi được là do cái chuyến vừa rồi là mình có dắt hai đứa con của mình á Việt Nam qua mọi người. Thì phải lo chở nó đi học này kia mỗi ngày nữa. Bởi vậy nên không có thời gian đi câu nhiều. Tại vì buổi sáng phải dậy sớm chở đi học á nên câu tối thì sáng cũng dậy không nổi. À, ok. Thì hôm nay cũng đã vô hè rồi ha. Bây giờ cũng rảnh rang hơn, mình sẽ bắt đầu mình đi câu, quay clip lại cho các bạn. Trời cũng quá ấm rồi thì có thể là sẽ có những cái chuyến mình đi câu tàu những cái địa điểm mới này kia nữa. Chưa hẹn trước. Thì bây giờ hai anh em tới trước rồi còn một anh nữa, anh đang tới sau. Thì có thể là hôm nay mình sẽ câu từ bây giờ cho tới tối luôn, bây giờ là 3 giờ các bạn, có thể là câu tới khuya luôn, 2 3 giờ sáng luôn. Hôm nay mục tiêu clip của chúng ta hôm nay sẽ là 12 tiếng câu cá ở sông Sacramento. Ok nha các bạn. Hả? Tại vì em để chung suối. À được. Nó bắt mở ra cái là nó thấy là mất một cái thác rồi mình không có điện lên trên ở lúc cái trên á. Sao không điện? Quên điện. Nhiêu vậy? Gì? Biết nhiêu không? Nhiêu. Không biết, chắc 300 á. Không biết nữa, chắc cũng cỡ đó, cũng nhẹ mà, thiếu mà chứ đâu phải mình cố ý đâu. Nhưng mà đủ, vậy là không phải khoe hả? Để chung hả? Để chung bóp hay không túi? Ừ, bóp á. Đụng mày giấu kính đi cho nó thấy. Không, nó hỏi luôn mà. Nó có không hả? Ừ. Mình nói mình không có đem chứ rồi. Được. Nhưng mà nghe nó hỏi chắc cũng khoái gì. Ý là nghe nó hỏi cũng khoái, ý là đồ mình có đàng hoàng phải không? Không, giống như là ý là mình nghe nó hỏi mình vẫn khoái tại vì mình đã có rồi, mình đâu có sợ gì. Ủa, đúng không? Không sợ đâu. Ý là mình khoái đâu, tao được con tới trên ngày hôm qua hôm kia đây đó đâu không? Không, nhưng mà nó nói là mày tới trước mình nên giải thích cho cái người khố đó, có thể nó sẽ vui vui cho mày. À, cái người nó tỏ hả? Ừ. Đang nói chuyện thì cả hàng ha, mình sẽ giải thích kỹ hơn ở cuối clip nha các bạn. Bát hay tơ trần vậy? Bát đó, phải tơ trần đâu. Nó giật được cái. Rồi, chất lượng rồi. Không biết nữa, để hy vọng thôi. Thấy khá là nặng. Bát. Đu mà cần nó bị gì vậy? Sao trời? Mập
dữ ha. Chắc lôi vô. Thôi đủ máng nó vô đi. Hả? Lấy cái dây của anh kìa. Bên cột đây. Ồ. Hả? Tào lao quá Long ơi. Lấy cái dây của anh giờ trước tí anh, giờ trước tí. Được chưa, được chưa, tắm được chưa? Ừ, nhìn thấy bự quá. Vô, cá vô, cá vô. Làm sao mà chợt. Còn con cá kìa, còn ngậm trong miệng kìa. Ê, cái chân dục là có cá không? Từ từ gỡ cái tẻo ra mình đi. Con này chắc 18 lên. Ăn chất lượng ha. Thêm đi, dưới đâu kìa. Dưới nó bị cây nhỏ rồi, bị chỗ sau không mà. Chỗ nào vậy? Đây được chưa anh? Đây được chưa? Thôi bỏ đó rồi. Ok các bạn ha. Bây giờ thì nãy giờ ba anh em làm xong cái chòi các bạn. Thì đây có đem súng, đem ống theo dựng cái chòi này. Tại vì những ngày sắp tới á, là nó vô mùa hè, nó nóng á các bạn. Bây giờ câu một ban ngày á, nóng lắm, phải có cái này. Lại mình chuẩn bị cho cái chiến dịch tối nay đó là ba anh em là câu câu hơn 12 tiếng hộ ngoài sông này luôn ha. Trải qua cái nói chung là có cái này để tối anh em tổ chức nấu nướng ăn ở đây ha. Ăn nướng cá, nướng đồ chơi các bạn. Nấu mì gói đồ các thứ. Nếu mà có tôi trình anh em mình cắt ra đủ lòng mì đây luôn nha các bạn. Rồi. Rồi giờ thì cái này nhân vật chính của ngày hôm nay đó, đó là anh Nhân, là hồi nãy là anh kể câu chuyện hồi nãy sao cho mọi người rút kinh nghiệm luôn anh Nhân. Là mình mới tập câu á, cái rồi mình câu được con sturgeon đủ size, rồi vấn đề là hôm bữa tối quá cái mình cũng quên ghi lên trên cái tờ giấy license á, là mình quên điền lên là mình đã bắt được một con. Cái rồi mấy người fishing game mới bị phạt mình là tại cái tội là không có chịu ghi lên trên cái license. Thì chắc là 30 ngày nữa hoặc là mấy tuần nữa người ta sẽ gửi cái tờ giấy tòa về. Cái tờ giấy tòa về rồi thì chắc có lẽ là tại cái người fishing game đó hồi nãy họ nói là tại vì mình không biết nên họ khuyên mình là nên ra tòa, mình giải thích cho tòa thì có thể là người ta sẽ giảm cái tiền phạt xuống hoặc là người ta có thể du di, người ta bỏ qua cho mình. Thì cũng mong là như vậy.
thì học được một bài học rồi đó, thì chia sẻ các bạn sau này các bạn có bắt á, thì các bạn nên ghi đúng vô cái tờ giấy á, để cho không có ai làm khó mình được hết. Ok, chia buồn và chúc mừng anh ha, chúc mừng với bài học của anh ngày hôm nay. Cảm ơn nữa anh đã dạy cho chúng tôi một bài học. Ok. Đây các bạn, đây hai con cá. Đây, lý tưởng ha. Lâu rồi cái mùa này cá nó mùa này câu cá bự đã nha các bạn. Đây, hồi nãy giờ mấy anh em tập trung làm cái chòi á nên quên nên để sóng nó đánh lên trên bờ nên bây giờ nó chết rồi các bạn. Cái căn chòi này các bạn là anh em chúng tôi là thiết kế theo cái phong cách gọi là tân cổ điển các bạn. Tại vì nó vừa hiện đại mà nó vừa pha một chút gọi là cổ điển nữa. Các bạn thấy á, đây những cái thớ rổ này chúng tôi cố tình không có sơn phết để giữ nguyên cái vân gỗ các bạn. Nhìn nó rất là mộc mạc ha. Rồi đây. Còn cái gam màu chủ yếu của cái phòng ngủ này á là chúng tôi chơi cái gam màu màu xám này, xanh xám nha các bạn ha. Còn phía bên kia khu vực nhà bếp á là hai cái cửa sổ. Cái hả? Là chưa là hai cửa sổ nha các bạn, để lấy gió trời nha các bạn. Ghế chót á. Thì mình cũng làm ở đây, giới thiệu luôn đó là mình cũng làm thêm một cái kệ này các bạn. Thì mọi người tới đây chơi đó, bỏ nước, bỏ đồ lên trên này uống xong rồi chúng ta dọn dẹp luôn, nó dễ dàng hơn. Thì mọi người cầm cái đục đâu bỏ đó, xong cái hồi về chúng ta quên các bạn. Đây, có cái kệ này để mà bỏ nước, bỏ đồ lịch sự luôn ha. Rồi cái phần vách á thì cũng sơ sơ thôi à. Cái này chủ yếu là mình chắn gió thì tối có chỗ mình nấu nướng vậy thôi. Rồi cái mái này á. Mái này nếu mình vào cái mùa mưa á mình sẽ em đi tắm tắm lợp cũng lợp cái mái như đơn giản thôi, theo cái tấm bà tấm lợp gì đó để mình lợp thôi. Anh em nào tới điểm này thì giữ gìn vệ sinh chung chỗ này. Rồi nếu có những cái tấm dán tấm này kia chúng ta để dành lại á, chúng ta sẽ đặt ở đây để có gì mình lên mình sẽ bắn lại ha. Có đồ mình đem theo mình bắn lại. Đó, ok. Thì cái khu vực này á là dành chúng ta có thể là ngồi nghỉ ngơi ở đây, những cái lúc mà nước nó đứng á, cá nó không ăn chúng ta có thể nghỉ ngơi ở đây nè ha. Còn khu vực này là khu vực nhà bếp nha các bạn. Đây, nhà bếp này rất là rộng rãi thoáng ha các bạn. Thì dùng có đặc biệt đó rồi kia là có hai cửa sổ trời nữa các bạn, có hai cửa sổ kia là đón ánh nắng nữa ha. Nói chung là thật rất là thông thoáng dễ chịu nha các bạn, chỗ này thông thoáng dễ chịu lắm. Ok, chạy nước rồi mình giới thiệu thêm khu vực này á là cái bàn trà nha các bạn. Nó cũng giống như là cái khu vực của phòng khách để tiếp khách đó các bạn. Thì mấy anh em câu ngồi trên đây, nếu có khách tới chơi á thì mình mời ngồi xuống như cái này ha. Chỗ này thì được 3 người. Đây. À các bạn ha, ngồi đây. Cũng đảm bảo là được chắn gió này kia luôn. Đây các bạn. Nặng đúng không? Ở ngoài nó còn xa không? Nó còn xa đừng ép á nha, để vô nó dướng á. Ủa, nhỏ vậy? Chú mẹ, anh ơi xảy dây cho lên. Đã rồi đó. Ồ, bánh lớn lắm. Wow, bắt được khủng lồ. Cắm cần vô. Trời ơi, con bắt nó lớn. Trời ơi, nó dính chút xíu à ông nội ơi. Trời ơi, nó dính bằng cọng kia thun mà. Dạ. Gỡ cái thẻo ra. Nó dính mép xíu à. Con. Nhảy đi con, nhảy đi con. Dỡ lên, dỡ cá lên. Dính đến lớp cầm miệng đó nha. Dính đến lớp.
tay cầm cái kia. Em ta thôi thôi chuyện nó móc vô tay vô trong. Không sao đâu. Không thầy. Đó cái đó là nó đâm vô tay rồi gỡ không ra đó đó nha. Màu. Màu rồi gỡ ra luôn. Cầm mang luôn cho chắc, cầm mang. Thôi để lên lo đó chứ. Được, chất lượng cái này chất lượng á. Wow. Wow, dữ á. Ôi, dở lên, dở lên. Ô, bụng, đù, mập dữ bụng phệ rồi. Trứng quá trời, trứng ông thần ơi. Vô, vô. Vô, vô. Này có chớp, man. Được, được. Được. Ô, bự quá à, dữ hơn. Bụng nhiều. Ủa, cái cọng khéo mình nó mất rồi. Má giữ yên cái tư thế đó coi. Giữ yên cái tư thế đang kéo con cá này, cái tư thế này đẹp quá nha. Rồi đây, đứng lại, đứng khựng lại, khựng lại. À! Ok đây các bạn, thì ba anh em này mỗi người được một con rồi ha. Nói chung là có vốn mà các bạn. Thì mục đích á, mấy anh em tới đây sớm là kiểu là câu vô văn nghệ vô vui các bạn. Cái mà mọi người chờ đợi á là cái con nước buổi tối. Cái này cái mũi con thằng này. Bị sao mà? Nặng dữ hả? Ơi qua cái dây kìa, qua bên kia. Không sao, không sao, không sao. Tôi quá bự. Nói gì sao? Cầm giật luôn, cầm giật kêu nói tính cứ. Vô luôn đi. Cá nó đã rồi, để đi đen lát rồi. Sau khi mà uống no nơi, ba anh em bắt đầu tập trung vào việc câu cá lại nha các bạn. Nhưng mà rất là tiếc, hôm nay trái gió trở trời sao thì cá lại không ăn buổi tối nữa. Nước rất là đẹp nhưng mà rất là tiếc, đành phải nói lời tạm biệt tất cả các bạn chỉ giữa cái lúc mà đêm tối như thế này thôi ha. Thì mọi người mệt hết rồi, giờ phải quay trở về thôi, không còn sức để mà câu tới sáng được. Cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi video đến giây phút này ha. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Xin chào, hẹn gặp lại.